Xin chào các bạn. Tối nay Sinh sẽ đưa các bạn đi soi lươn nhé. Đây mấy anh em đang chuẩn bị ủng. Ủng và đèn pin để đi soi lươn. Đây. Có một bạn này, bạn ấy chân hơi to, xỏ mãi không vào ủng này. Chân mình là chân voi chứ bạn ạ. Chân hơi to tí. Sao? Đi một tí ủng giãn ra là vừa. Sợ đây, còn bạn này đang chuẩn bị các thứ đồ nghề này. Bây giờ là 6 giờ rồi. Khoảng 6 rưỡi trời tối là sẽ do lươn nhá các bạn nhé. Đây là bản lầy các bạn ạ. Bản lầy của xã Xuân Lễ, huyện Lộc Bình. Quá không? Đây là nước xà phòng cho chân cho bạn ấy đi. Không được ạ. Không vừa luôn. Em à, chị thua luôn. Các bạn ơi, bây giờ là 6 giờ 15 nhá. Bọn Sinh chuẩn bị đi này. Đây mọi người đang chuẩn bị đi ủng đây. Đi giày. Người thì đi giày, người thì đi ủng. Tuột thì vứt đi, không biết về tỏn nữa này. Lo tỏn đi ủng đây. Đây mọi người cũng chuẩn bị cho Sinh một cái ủng nhá. Sinh đi ủng đây nhá. Ôi, ủng ướt thế. Có ướt nước trong à? Ủa. Anh bỏ tất ra đi. Không bỏ tất đâu kìa. Đèn pin đấy. Đây bọn Sinh chuẩn bị đi đây. Hoàng A Tòn. Xem đây. Mỗi người một cái đèn pin nhá. Này là cũng xoay lươn rồi. Yên tâm đi. Chẳng thấy luôn. Đi xuống đây à? Dọn dây dưới này đúng không? Đây. Dưới này nhá các bạn nha. Đây Sinh đã bật đèn pin rồi, mọi người đi. Mọi người đi theo Sinh nhé. Đây là trên đồi này. Bây giờ anh em mình sẽ đi xuống ruộng nha. Ôi. Tiếng ếch kêu ngỏi này. Dưới này này. Dưới này toàn ruộng các bạn ạ. Các bạn đang nghe thấy tiếng ếch kêu buông buông. Đây. Cũng đâu. À, anh Chí ngay bên trên kia. Anh Chí đang sáng sáng trên kia. Cái thứ om này. Ló út rất nhanh. Nên ló A Tòn, Hoàng A Tòn này. Tòn hôm nay cũng đi soi lươn đấy. Hoàng A Tòn đi soi lươn. Ừ. Nhưng mà chưa thấy con lươn nào. Ôi ôi. Lún quá nhỉ. Cái ruộng này lún quá. Ruộng này cầy lên rồi phải không? Ở trong xô có một cái mà. Lấy chưa? Cái đèn mà. Hả? Đèn anh Chí. Anh Chí có ba cái đèn. Hả? Bên này có suối. Ui. Suối này hơi đẹp đấy các bạn ạ. Út ta đã bị ngã. Út ngã à? Hả? Lún lún hố à? Bắt lươn thì ít, ngã thì nhiều. Chưa thấy con nào các bạn ạ. Đấy. Mình soi khắp nơi mà không thấy con nào luôn. May ra những cái bờ này có này. Xem có con nào không nha. Đấy. Con gì kêu kèn kẹt ấy. Bạn út vừa bị ngã các bạn ạ, bạn hết người kìa.
Đây, bẩn chưa? Ngáo một phát các bạn ạ, tại vì là buổi trưa mình uống rượu rồi ạ. Ừ, uống tí rượu đi qua những cái rượu mà cái ruộng mà nó cày như này thì đi rất là khó. Đi xem luôn tiếp. Ướt hết rồi. Xem luôn thích hơn là bạn xem út. Không thấy ăn nấu chưa sợ hết. Chỗ này mọi người đi qua rồi, chắc nó lặn hết rồi. Mình phải tìm chỗ mới thôi. Bước lên bờ. Bờ đây có 3 con, nhưng ta được 1 con. Thế à? Có 3 con à? Đấy nhá. Ôi, 1 con lên đến rồi. Nhưng mà thấy rắn có bắt không nhỉ? Được mà. Cái tất. À Toàn bắt được con nào chưa? Được con rồi. Đâu? 4 con mới lấy được 1 con. Được 1 con rồi à? Thấy 4 con bắt được 1 con à? Nó lặn nhanh quá phải không? Con bé này. Ủa đây đến đây. Đây phải không? Ừ. Bé quá, bé quá. Ôi lươn bé tí ấy, các bạn ạ. Lươn bé quá. Ê. Ê à, lươn ruộng à. Đây là lươn ruộng thôi chứ các bạn nhá. Nó ruộng chỉ nó tầm này ăn toàn được con thế? Chỉ tầm này thôi, có con to nhưng mà cứ thấy bờ này có nhiều quá. Bờ này nhiều phải không? Ừ. Mình lên trên thì chắc trên có nhiều đấy. Nhưng bờ người ta phát. À. Bờ này có này. Nó ra nó kiếm ăn phải không? Ừ. Cái đất mới. À đất mới. Đây đi, đi dọc theo chỗ này xem. Đây Toàn ơi. Toàn ơi, Toàn đây đây này, con này to này. Đây này, các bạn thấy cái đuôi nó chưa? Cái đuôi nó này. Ui con này to lắm này. Ô A Toàn là có một con to nhưng không lấy được này. Các bạn thấy nhá cái đuôi nó đây. Nhưng mà Sinh không có găng tay cho nên Sinh không bắt được. Đi từ từ thôi nó chạy mất đấy. Này đuôi nó này. Trên này khó vô. Đuôi đấy. Bắt được không? Được rồi, được rồi, được rồi. Ui to này to phết. Con này to lắm các bạn ơi. To lắm này, to lắm này. Đúng là tối. Cho mày về nhà. Ui con trên này mới to. Thế à, các bạn ơi, Sinh chỉ đi soi thôi nhé. Sinh không có găng tay nên Sinh sẽ không bắt được đâu, nó trơn lắm. Phải có găng tay bằng vải. Đây nữa Toàn ơi. Con này to, con này to. Các bạn thấy cái đuôi nó không? Cái đuôi nó này, cái đuôi nó thò ra này. Cái thân nó thò ra bên này. Đây kia đi, cái thân nó này. Ôi ôi nó dậy, nó chạy mất rồi, nó xuống đây rơi mất. Nhanh lắm. Nhanh quá, nhanh quá. Quá trơn, quá nhanh, quá nguy hiểm nhỉ. Lại xem nhá, lại xem nhá. Được pha này, còn đâu ấy. Đây đâu xem nào. Xem là có con nào nhá. Ôi, con nhái nó nhảy xuống đây. Con này to. Con này to, con này to này. Boom, boom, không được, chạy rồi. Nhanh quá. A Toàn nó sống nhiều con. A Toàn sống nhiều quá. Nhưng mà bom này mới lái ô tô. Sống nhiều quá. Nhà đây. Đây chỗ này, chỗ này. Chỗ này hình như lội rồi. Đang tay đấy, thua. Tay thì quên quá. Ôi chỗ này có con đỉa này. Có bắt đỉa không? Nè, nè, nè. Các bạn ơi, con đỉa đây nhá. Có ai sợ đỉa không? Đây, xin thò chân xuống cho nó bơi đi đâu nhá. Nó lấy được phải tầm 7-8 con đúng không? Đây con đỉa đấy các bạn. Con này nó to nữa. Ôi, lại được một con này, lại được một con này. Đây đây, cẩn thận nó rơi ra hết này. A Toàn hôm nay gặt hái rồi. Các bạn ơi, con chuột chuột nó đậu vào máy quay. Thôi thả cho nó đi nhé. Lại được à? Mình xem A Toàn nhé.
đây phải có hai bên găng tay mới được, nhiều quá rồi. Nó chạy mất à? Căng con lớn lớn. Ui con này to này. Thế nào? Ui con này to này. A toàn cái thái nhá. Hả? Có túi. Ấy ôi sống nhiều quá. Đâu xem nào. Trật tự nhá, trật tự. Nhẹ nhàng thôi. Nhiều nó xuống lặn hết. Lặn đấy. Cái to nó lặn đúng không? Đâu? Đây mấy anh em đang mò bên kia. Hai anh em. Tỏ nó lên đây có một con rồi, xong đổi đen luôn này. Đây này, con này này, đuôi nó này, đuôi các bạn thấy không? Ở dưới này này. Đây đấy, nó dài từ đây, cái đầu nó bên này nhá. Xong đuôi nó dài xuống bên này, đuôi nó dài xuống bên này. Không cần đổi được, không cần đổi được. Đổi đi này. Hai con liền, một con nữa này. Đâu? Một con đuôi bên này này. Bắt con này trước, Nhẹ nhàng tình cảm nhá. À, lo toán nó được một con rồi nhá các bạn ơi. Bên này hơi nhỏ nhá. Đi rồi thôi bắt con này. Thôi thả con săn sắt bắt con cá rô con này. Đây này cứ đợi nó chui vào đây này. Đeo được nhá. Có thùng nó nhanh hơn mà. Ủa châu chấu nhiều quá. Châu thò vào tay. Cái đầu nó ra phía nó cái đuôi nó đây. Được con rồi, các bạn nhá. Cái đầu nó ở đâu nhỉ? Đây là con thứ hai của mình nhá. Từ từ, vào đục đi không thấy này. Đấy, đúng rồi đấy. Thằng ấy luôn. Ôi, trượt rồi. Trượt rồi. Ôi, nó ra đấy rồi. Thích. Nhanh quá, nó bơi rất nhanh các bạn ạ. Ôi. Đây, anh Chí đã được nhờ từng này con đấy các bạn ạ. Anh Chí có vẻ được ít hơn tỏ này sao ấy. Ôi, con này to, khổng mẽ. To. To thế. Wow. À, tỏ nó con to à? Đâu, xem nào. Đây các bạn ạ, con này to vừa thôi. Ừ, đúng rồi, con to rồi. Cho vào túi, đâu được xem từ nào rồi. Ôi, đang nhảy đấy kìa các bạn, đang nhảy đấy kìa. Thế anh ơi, cho vào cái thùng ăn chín luôn đi. Tí nữa rơi thùng nó đấy. Đúng rồi. Mà bụng đó. Nếu mà tỏn cứ sống thì rất nhiều được nhiều. Đó. Tỏn bắt trượt tay nhiều quá nhỉ. Ừ. Nhưng mà thấy được rồi. Tay rồi. Đổ hết vào xô phải không? Đấy. Tỏn đổ hết xô nhá. Dọc cái này có khi có đấy. Có. Con này. Hai con à? Hai con đang rủ nhau, đang tán tỉnh nhau. Bắt được một con rồi. Em có một găng tay mà. Mỗi người nhầm nhá. Từ từ nhá. Hai. Ba. Ôi. Đi. Ôi, mình nhanh quá. Mỗi người một con. Ôi, tỏn đấy. Tỏn chưa đâu. Tỏn tay kém thật đấy. Đây này. Đây mình được một con rồi. Út được con luôn này. Rồi. Hai con đang tán nhau. Đây mình được một con nó ở lại nó cũng buồn chứ. Đây là con thứ ba của. Ở đây này. Con này to nhỉ. Đây phải có găng tay này các bạn ạ. Có găng này bắt nó mới chuẩn. Ừ. À. Đi xem kia rồi. Nó chỉ đi nhanh quá. Ui con ếch. Con nhái đấy. Đây này có một con nhỏ này. Đuôi nó này. Bắt không? Đây. Cái đuôi này. Lấy nhiều nó khắc thành. Lấy nhiều khắc thành à? Đấy. Nó này. Con kia là gì nhỏ. Nhớ ăn nó không có xương. À nhớ ăn có không xương à? Nếu phải nó cương. Con nhỏ ăn nó không có xương, nó to ăn xương. Nhỏ ăn dễ nhỉ. Chỗ nào đi qua là nó đục, nó lặn hết rồi nhỉ. Khi nó trong nó mới ra nhỉ. A toàn là được một con rồi. Cái đèn của mình mờ quá. Hết pin hay sao ấy? Nghe là em sai ra rượu rồi. Em ngã ra rượu rồi. Ngã ra rượu thôi mà. Động trắng mất rồi. Trơn nữa. Dưới kia nó có cái... Mình đi xa lắm rồi nè. Tiếp dưới kia các bạn ạ. Đi xa rất xa rồi nhá. Có cái lũng cào dưới này. Dưới trên có nhiều đấy. Trên này nó cày. Đây có nhiều này. Đây này. Đấu. Chỗ này có này nha. Có xem nhỉ. Đây này. Út ơi, có out. Một con này. Bắt đi này. Bắt đi các bạn xem này.
xong cuối tớ anh sợ anh nhanh thế à, tớ anh sợ anh chạy à, tỏ nó bắt nhanh thật. Để từ từ đi, từ từ mới được, không nó lặn ngay. Không phải đâu, cái đèn mà ánh vàng ấy thì nó nhìn nó dễ hơn, nhìn khó thì nhìn khó. Đâu 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 đâu. Có. Đâu 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 đâu. Boom. Kêu nó chạy mất. Không được. Kêu nó chạy rồi. Mình soi nhiều lắm nó biết. Còn đâu nó biết. Soi phát là tước luôn. Chứ mà không đục thì quay xuống cứ lấy con to chứ. À tỏ đi xa quá, tít trên kia rồi các bạn ạ. Đi xa quá, xa quá. Đây, lò AUD vẫn bên này. Xung quanh tối om. Xung quanh toàn là đồi núi các bạn ạ. Ở giữa này là khe, này là ruộng nhé, ruộng bậc thang. Lỗ được một con rồi. Mà có tủ nhá. Đâu, túi quần này. Mở mà, ê, đây này có một con nữa xin ạ. Đâu, đâu, đâu. Đây chỗ đèn làm sao này này. Đâu. Đây, đây chỗ đèn đấy, nhưng mà nó lặn xuống cái vớt, trâu mất rồi. Đây này, nó bơi sang đây này, đây này. Đây. Đây, 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 con này to lắm. Đây. Nhưng con này đã bắt được. Đây anh cầm lên được không? Không cầm được đâu. Đây, đây, đây. Ủa, con này to phết. Sang bên này, sang bên này đi anh. Hả? Sang bên này đi để cầm con này ra. Đâu mất rồi. Nó chui đi đâu rồi ấy. Nhìn dưới này sao ấy. Út bẩn hết rồi đây. Bẩn hết người rồi. Hết rồi, tỏ được nhiều chưa? Khá nhiều. Một hai con nhưng mà nếu giữ được. Mày có găng tay á? Có găng tay nhưng mà không có túi. Không có túi. Giờ hố kia có mấy con kìa. Dưới, mới đám dưới này có nhiều. Hết khi tiền đám phố đấy. Ừ, sổng đi à, trơn quá. Đâu, 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 đâu. Đâu, AUD bắt, chuẩn bị có này, bắt này. À, đây, túi ở đây. Đâu, đâu, đâu. Đây, đánh bắt cho. Đèn đây, đây, đây. Đấy, đây, đây. Soi lâu quá nó thấy. Kia nha các bạn này. Đây. Đâu thấy chưa? Để mắt cho, mắt đi. Lò út nhá. Các bạn ạ, con này to thế. Mình thành công rồi đấy. Con này khá to. Cái kính gậy bắt lươn của mình á. Được đấy. Đấy, cho vào túi rồi. Được. Đâu ngày ướt rồi, ướt tắt rồi. Mình hôm nay chả giặt đi. Hôm nào nha, xin nhá. Ờ. Hôm nào ấm ở đây cày hết đi. Hôm nào ấm cày bừa hết đi. Ờ. Nhiều lắm đấy. Đấy mà thôi đang dễ. Ừ. Đội đi nhanh thế, đi tít trên kia rồi. Thôi. Có sắm tết gì không nhỉ? Vòng lại đường cũ đi chị ạ. Những cái búng là trâu nó tắm ấy, con này hay đêm. Cái búng được 3 con. Được 3 con à, một búng này à? Ừ. Con này khá to đấy. To, đâu xem nào. Ừ, khá to nhỉ. Nhưng mà lươn ở đây nhỏ hơn lươn ở ao nhỉ? Tất nhiên rồi. Ê chị ơi, qua lấy cái lươn này cái. Lươn ruộng nhỏ hơn à? Không. Mình xuống bên này đâu? Để hai ông đi đi. Bên này nó còn nhiều mà anh nhỉ? Bên này mới có nhiều. Đấy, còn nhiều. Cua đường lên à? À, có cua anh chị, anh ơi. Cua đâu?
đấy. Bắt không? Lấy con này này để nhá. Bắt đi, bắt cua đi. Nha, cua chưa? Cua đây. Ấn theo phía chẳng. Bắt đi, bắt đi. Mấy đứa, con này cắn vào nó cắn tối ra hết đấy. Ờ. Ếch nhái kêu đầy đồng nhỉ. Có toàn tâm chỉ. Là con to. Đâu to không? To. Đâu sao nào? Con này mới là to nhất em đã bắt được luôn. À muốn bắt được con to à? To nhỉ, to nhỉ. To hơn mà không cắt đều đâu. Quay chưa? To đấy, to đấy. Con này to đấy. Con này là vừa mới đi qua rồi. À tỏ này được đủ một nồi cháo chứ à tỏ. À tỏ này. Ôi, được hai nồi rồi. À xinh ạ. Được, hai nồi vậy. Cho tí video lên sóng đó. Con này ăn mừng. Đó. Đâu con to nhất à? To nhất mà em. To nhỉ. Ừ. To, à út bắt được con to thật. Con nhái to quá các bạn ơi, có ăn được không? Con nhái rất to. A Tỏn ơi. A Tỏn ơi. Ba con liền. Về đây, về đây. Đấy con này các bạn thấy chưa? Con này khá to này. Đấy con này khá to nhá. Bên này có một con nữa. Đây cái đuôi nó này. Đây này, bé bé này. Đấy. Đấy, được chưa? A Tỏn nó được. A Tỏn nó bắt được con nhé, các bạn nhé. Còn hai con gần nhau đi. A Tỏn với A Út bắt cùng nhau nhá. Đi nhẹ nhàng thôi nhá. Đây này, một con đây nhá. Ô vừa đây đâu rồi? Vừa đây xong. Một con đây này, to lắm này, một con vừa đây xong. Anh soi nhiều là nó chuồn luôn. Nó chuồn rồi, nó chuồn rồi. Đây còn một con thôi. Đây. A Tỏn nó được. Đấy, được rồi các bạn ơi, đây này. Quá to luôn nhá. Khá to, con này khá khá thôi. Cái đoạn này lúc nãy vừa đi mà bây giờ nó lên rồi nhỉ? Nhiều mà, thừa nó ra. Con lọ mình đi nhanh quá. Mới thừa đây là có nhiều. Em sống, thừa nó nhiều nó nhất đi. Đấy, chỗ đi sao? Đâu được. Đây, lươn đây chết. Rồi các bạn nhá. Con này còn sống không? Sống mà. Con này chỗ phải chết đâu. Quá tuyệt vời. Sao nó lên mấy cỏ nó ở thế nhỉ? Ờ, nó quá tuyệt vời luôn. Nên bãi cỏ nó... Cỏ nó ơi, nó đang mát, nó đang lên nghỉ mát. Ngắm sao, ngắm sao. Em đã có cái túi. Đây, đây, đây. Đấy, ui, A Tỏn là một con to này. Khá to đấy nhỉ? Đây đây con này này. Này 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 này. Bùm. Được không? Chạy mất à? Chạy nhanh quá. Trơn trơn quá. Trơn quá. Đừng nhả ra gì được. Ui con bé này. Nó lặn xuống bùn rồi. Con này bé tí. Được đủ rồi đấy, về đi. Về chưa? Về thôi nhở? 7 giờ rưỡi rồi đấy. Giờ mới 7 giờ rưỡi á? Ừ. Ôi nhờ, sớm nhờ. Về đi Út ơi. Bạn ơi như vậy đã đủ một nồi cháo rồi. Đủ một nồi cháo đi về thôi nhỉ. Hơn rồi đó. Đây. Đây có 1 cân nữa. Đây 1 cân nhỉ? Ui, con có rồi. To hơn con kia nhỉ. Con lọ Út. Vui nhá, bằng này đủ. Cái này về làm một ít mồi. Con chết này là về làm gì? Nãy thấy còn rất bì. Thế à? Chết anh chết mất rồi. Út bắt. Út. Như vậy là đã được khá nhiều các bạn ạ. Sinh và mấy anh bạn đã chuẩn bị đi về đây.
về nhà chế biến. À, toàn rửa tay luôn đây à? Ờ. Rửa mặt không? Không. Mẹ ăn rửa này, rửa đây nước sẽ nguy hiểm quá. Đây có suối này. Ôi có lốc sen. Đâu suối đây này. Đấy. Đây suối này, suối đẹp thôi. Đây các bạn nhé, mấy anh em đã chuẩn bị về nhà đây. Đây. Nhiều chưa? Đi đi, đi trước đi. Mấy anh em về nhà để chế biến món cháo lươn. Đói quá. Đấy, từ dưới bờ ruộng lên đây mất 15 phút các bạn ạ. Mệt quá. Đi mấy giờ nhỉ? 6:15 bắt đầu xuất phát, 6:20 xuất phát. Một tiếng như mấy đúng không? Mấy anh em về đến nhà rồi. Một tiếng rồi. Đâu được một tiếng được từ này lươn. Úi dồi ôi. Nhiều phết nhờ. Thành quả đấy anh ạ. Tuyệt vời chưa? Cái này nhìn... tí nữa bao giờ mới biết đường về anh. Nhìn những con lươn bóng nhảy em yêu đáng yêu làm sao. Không có gì. Này không biết đường về đâu. Tối nay say lên mất rồi. Nhiều quá. Thế là đủ một nồi cháo hay là hai nồi? Ba nồi anh ạ. Các bạn xem nhá, đây là lươn đồng. Lươn ruộng chỉ ăn gốc dạ với bùn thôi nha các bạn ạ. Anh con nhái nó đấy. To quá nhỉ. Đây có một anh chàng đang rửa lươn nhé các bạn ạ. Đang rửa xong bổ nhá. Phải có hành nữa à? Hành nhiều quá. Đâu đấy? Anh đâu ra đấy? Sao nào? Dàn. Sao lại có anh đấy? Soi được ở đâu? Ruộng. Tiếp cùng lấy. Ủa, ếch to nhỉ? Ba con à? Năm con. Anh này làm măng chua nhé. Cháo cướng kìa. Anh hậu cướng mà. Cháo cướng ấy, thịt cháo cướng kìa. Ôi dồi. Anh này được mấy con lươn nó to tướng đây. À, mấy con ếch chứ nhầm. Sai đi rồi. Đi soi lươn bắt được ếch. Nó có lô tiền tăng quá. Cái này phải cho cái xô mới được nhỉ? Không nhỉ. Còn đấy, còn tới cái túi hộ đấy. Không lấy ba vì tướng được một con. Ôi, nhiều thế mà. Không có mà, qua đeo ai sợ mà bom mà ở toàn đó mười nhiêu thùng bông rồi đó mày bom ở cái nào mà chắc của mày đúng không chặt từ dưới mé nó yếu khá đâu đâu cho luôn nó nhảy ra quá nhảy thế bây giờ bắt kiểu gì đâu chết trồng mưa nó chết ăn đổ ra cái rổ ấy nhái ăn run đấy. Cả ếch cả lươn cùng với nhau các bạn ạ. Đấy, bọn lươn nó đang bơi rất khoái trá này. Bơi tướng bọn lươn nữa. Bắt lươn này có khó không? À bắt ếch này có khó. Nó tướng ở trong bụi là mình không thấy được. Nó rồi các bạn ạ. Ếch là lắm. Nhưng mà em chưa xong. Ếch này mà xong người này không khéo nhưng mà giống chân luôn. Các bạn ơi, đây là lươn và ếch đang ngâm muối nhé. Ngâm muối nhé, nó sạch, sau đó rửa, sau chế biến. Chế biến để nấu món cháo. Lươn thì nấu cháo lươn, ếch thì làm món ếch om măng chua. Đây các bạn ơi, lươn đã làm sạch rồi nhá. Bây giờ làm an tỏi bắt đầu băm. Ủa, bên này là những con to hơn để rang. Để rán đấy, rán ếch đã nhỏ. Còn cái này là nhỏ để nấu cháo. Bên trong này là nồi cháo. Nồi cháo đang sôi các bạn. À đây nhá. Măng chua à? Măng chua để nấu ếch phải không?
chống cúm virus đi. Ờ, tỏi sống này chống được virus được nhỉ? Người ta cũng chỉ mà ăn đi. Có nhiều thuốc chống được covid thì chống được cái gì ạ? Đây này, đây anh Chí đang phải ở trên đó nhé. Mày thích thì thái vào cùn của mẹ. Sao cùn hả? Đây là măng, đang xào măng thì tôi xuống nhỉ? Anh ôm măng nhá anh nhá. Anh ôm măng à? Anh ôm măng là măng ôm ấy. Măng kìa. Đây là tỏi các bạn ạ. Tỏi xịn đấy. Tỏi này vừa để ăn dần vừa để ăn giống nhá. Hết năm, ăn đến năm sau vẫn chưa hết nhá. Đây là lươn băm rồi, cháo. Còn bên này là lươn thái, cắt ra để rang. Lươn thì rang cái gì nhỉ? Rang cái hành. Vậy cứ nói đi tí có đúng không ấy. Lươn làm cái gì? Cho nó đi ra rồi nhỉ? Vâng đây. Hả? Cái này muối chín rồi. Ngon lắm rồi nhỉ? Nhìn hấp dẫn đây. Cho lắm mắm mặt xuống đây à? Thế là mình ăn cái này vào để chị phải máu cam phải không? Dạ, phải nướng lên, không phải rang đâu. Để máu cam này, để máu mồm này, món lươn này rất là tuyệt vời các bạn nhé. Đây, em chủ nhà em bảo là món lươn chỉ phải chảy máu cam và chảy máu mồm này. Máu mồm cũng chỉ được. Đây là lươn nấu cháo. Sắp đẹp rồi, khô lắm rồi, khô thì nó lại héo đi mất. Đây là nồi ếch ôm nhé các bạn nhé. Hãy cùng đưa nha các bạn nhé. Thật dẫn quá. Thật dẫn quá. Nồi cháo nóng hổi luôn các bạn nhá. Nóng hổi luôn. Đây lên cái tinh hành này quá nhé. Cho tí hơi tí, cho tí lên nợi đi. Ôi làm cho tí nó chín rồi. Cầm đi thêm mấy cái bát. Đây là lươn nhá các bạn nhá. Đây là món lươn rang lá mắm mật đã hoàn thành nhá. Đây là món lạc rang này. Đây là hành thái nhỏ tí bỏ xuống cháo. Cháo lươn. Đây là món ếch ôm măng nhá các bạn ạ. Đây là nồi cháo. Nồi cháo Hoàng A Tỏn vừa khuôn lên nhá các bạn ạ. Cháo to quá. Cháo đây. Ôi nhìn hấp dẫn quá. Nó có màu nâu, một màu nâu nâu này. Chấm thêm xanh xanh. Tả cháo này. Ăn cháo đêm. Thưa các bạn, sau mấy tiếng đồng hồ từ 6 rưỡi mấy anh em đi ra đồng để soi lươn. Sau ăn, chế biến. Bây giờ mâm cơm đã xong rồi. Là ăn lạc á. Ôi, bạn rất nhạt lắm. Mày tay gọi ngon.
xin mời các bạn nhé, mời các bạn, mời cả nhà, mời bán cơm nhá, mời bán cháo, con sẽ ra khỏe, uống rồi nhanh thế, mời các bạn nhé, mời các bạn uống rượu và ăn cháo lươn với gia đình. Như vậy là các bạn vừa dành hẳn một buổi tối để đi ra đồng soi lươn bắt ếch với mấy anh em sinh và xem chế biến món cháo lươn, món lươn xào lá mắc mật và món ếch ôm măng. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nhé. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.